đây là một cái con sông mà rất gần với lại cái nhà của chị á. Và đây là cô chú về đây sống gần 20 năm rồi. Em đến đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Xuyên ở Nhật Bản đó, hỗ trợ cho chị tái thiết lại cái cuộc sống mới của mình với số tiền là 10 triệu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Phía con sông này chính là những cái cô chú anh chị là Việt kiều Campuchia hồi hương. Họ theo cái dòng sông Mekong sinh sống và sau đó trở về đây sống trên những cái chiếc bè tạm bợ như thế này. Hồ muốn giới thiệu cùng cô bác quý anh chị đó là trường hợp của chị Duyên. Sau khi được Bùi Hồ và em Phong Bụi đưa trở về hồi hương ngay tại đất nước Việt Nam này, là một trong những cái cô gái rất là đáng thương phải sống Campuchia với mấy cuộc sống gọi là địa ngục của Trần gian đó. Thì sau khi Bùi Hồ đăng video clip lên thì có rất là nhiều Mạnh Thường Quân quan tâm đến cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của chị Duyên. Thì trong đó có chị Xuyên ở Nhật Bản có hỗ trợ cho gia đình của chị Xuyên với số tiền là 10 triệu đồng. Và hôm nay thì chị Duyên ra đây xem lại cái cuộc sống của cô bác của anh chị, đồng thời là thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ cho chị Duyên tái thiết lại cái cuộc sống ngay tại đất nước Việt Nam. Chị Duyên và mẹ của mình sẽ sinh sống mưu sinh tại đất nước Việt Nam để làm lại một cái cuộc sống mới nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị. Khu dân cư bờ Tây sông Hậu, và trước kia là nó là cái khu như thế nào vậy ta? Chị có hình dung được là nhà chị đi xuống như này khoảng mấy trăm mét là xa ha? Đó là khu này là khu chợ cưa. Chợ cưa. Nhớ không? Rồi bây giờ là người ta thổi người ta làm sông Hậu tôi cũng không biết nữa. Đi cũng ra tôi cũng đi ra lâu rồi không cầu gì đó. Từ hôm qua giờ về Việt Nam á, về lại cái xóm mình thì cái điều gì mà chị muốn gặp nhất mấy cái ớt trước mà hồi còn trẻ chị? Chợ nào? Muốn đi vòng vòng chợ Long Xuyên chơi. Sợ lạc. Thì chắc có lẽ thì ngày mai đi, mọi người sẽ dẫn chị đi tham quan. Để mấy em nó hôm có kêu chở đi mà mệt quá rồi, em trai. Là chở đi đi đâu? Tính vòng vòng chứ chở vòng vòng mất mát á, là trên chợ á, chợ Long Xuyên. Chợ Long Xuyên. Chiều nay á là khi mà tụi mình tiếp cho chị một cái vốn á, chiều nay chị sẽ đi chợ để mua một ít mặt hàng để về mở cái tạp hóa ha, thay vì đi nhặt ve chai nữa. Những người kia họ đi nhặt ve chai. Tiền ít lắm. Thà bán tạp hóa. Nó đỡ cực nhưng mà tiền cũng xem nha. Mất nhà đỡ mệt hơn, dưỡng sức khỏe lại. Dạ. Thôi bây giờ cho anh Hồ tiếp chuyện đi. Em với Phong á hướng dẫn chị với lại cô á ra một cái khu gọi là khu xóm Việt kiều Campuchia hồi hương. Thì thật ra thì các cô chú này cũng đã từng sống ở Campuchia rất là nhiều năm. Và sau khi về đó thì cô chú không có nhà cửa gì á, phải lên đên ở trên những cái sông nước như thế này nè, và mưu sinh với một cái nghề gọi là nhặt ve chai bán. Và những cái đứa bé nó đi học á, nó về đây, nó đi học và phải được ông bà đưa trên những cái chiếc xuồng để làm lại một cái cuộc sống mới. Thì cũng may mắn á, là chị với lại cô có một cái ngôi nhà ở ổn định nè. Và em biết được rằng là chị với cô có một cái dự định là cô thì sẽ mua phế liệu ở vòng vòng ngay chỗ chợ Long Xuyên này. Còn chị thì ở tại nhà để mà thắp hương cho bà ngoại, ông ngoại, đồng thời là sẽ bán một số cái nước uống nè, như là hoặc là tạp hóa đó. Thì em đến đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Xuyên ở Nhật Bản đó, hỗ trợ cho chị tái thiết lại cái cuộc sống mới của mình với số tiền là 10 triệu đồng. Thì mong là mình sẽ thời gian tới mình sẽ có một cái chi phí để mình làm lại cuộc sống như lúc đầu tại đất nước Việt Nam. Chị nhận giùm em ha. Cảm ơn. Chị điếm lại giùm em. Mạnh Thường Quân. Chị điếm lại. Đây, đây. Biết tiền chưa? Biết tiền chưa? Chị biết tiền chưa? Chị biết đây là tờ nhiêu? Tờ số. Nhiêu? Chị coi giùm em. 500 ngàn. Hài quá. Tại đó có đi học. Tại vậy? Nắm đó, cáo nó nhiều vào. 10 triệu chị. Em gửi cho chị 10 triệu ha. Thì mình sẽ làm hành sáng chúc cho chị, thay mặt cho chị Xuyên cũng như là Mạnh Thường Quân của em Phong Bụi, thì chúc cho chị với cô có một cái sức khỏe dồi dào để mình có thể mưu sinh trong cái khoảng thời gian sắp tới ha. Đó là đây là một cái vốn ban đầu cố gắng làm ăn, thì mọi người luôn đồng hành hỗ trợ cùng chị với lại cô. Nhân tiện đây thì chị chia sẻ cho mọi người biết là
cái thế giới ngầm ve chai của người Việt ở xứ Campuchia như thế nào? Dù là người vô gia cư nhưng mà nó cũng có những cái quy định khá là ngặt nghèo. Mình đi, người ta cho mình đi tới từ 5 giờ tới 9 giờ, nhưng mà mình đi hút 9 giờ là người ta quánh. Nhưng mà ve chai mình làm nhiều quá, người ta lựa cái nào như lon nhôm, cái mắc tiền hơn mũ gì, người ta lựa, người ta lấy hết, chỉ để lại mũ thôi. Hồi đó khi mà chị bắt đầu làm nghề ve chai á, thì chị vào chị xin sao mà chị được nhặt ve chai khung 5 giờ đến 9 giờ? Mình đi cứ đi vòng vòng hoài, bị ngày nào cũng bị người ta quánh, chứ không bị mấy người miên quánh. Rồi sao lại mình xin người ta, mình nói mình khổ, mình không ở đây không có ai đâu cho mình xin đi vô làm ve chai chứ. Rồi mình kiếm tiền, mình ăn cơm, chỉ kiếm tiền cơm qua ngày thôi. Kiếm tiền cơm qua ngày thôi. Chia sẻ. Ở Việt Nam mình á, muốn nhặt ve chai thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà ở bên Campuchia á, là nhặt ve chai không phải là đơn giản như những gì mọi người nghĩ. Cái nghề nhặt ve chai bên đó là nó có lãnh địa riêng nè. Khu vực của chị là khu vực cầu Sài Gòn. Và mình với anh Bùi Hồ chứng kiến một cái cảnh rất là xót xa. Có nghĩa là chị phải muốn có được ve chai là chị phải leo vô cái thùng rác. Và ở dưới người ta ném lên. Mình núp ở trong cái thùng rác á, người ta ném lên đầu lên cổ mình á. Rồi xé, giành giật nhau. Giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ cho bước lên đó. Đây là một cái thùng rác người ta tập kết ngay tại chợ của bác Minh Viện nè. Có một anh đang lượm nè. Lỡ họ ném những cái đồ hư, đồ thối hoặc đồ dơ thì sao? Chỉ nói cho người ta biết là có người trên đang lụm mấy chai, nha chai trên thùng rác rồi chọi, đừng có chọi lên, chọi mé bên kia thì nói cho người ta biết. Tại vì nhầm người ta cũng không biết, chứ không phải là cô ý cho chọi lên mình. Và có khi nào chị nhặt những cái bịch rác, cái mùi hôi thối nó mốc lên khiến chị về ăn uống không được không? Dạ, cũng có nhiều khổ. Đó là lần đó là chị nhặt cái gì? Nói khó lắm. Khó nói. Chắc có lẽ là một cái thứ gì đó mà không tiện nói ra đúng không? Và khi mà chị nhặt vào khung giờ khác á, chị đã từng bị đánh lần nào chưa? Có, người khác mình quánh bởi cầm mình cũng mới che đúng không? Hồi đó như thế nào? Ở kia cho mình đi 5 giờ tới 9 giờ mà bữa nào mà mình đợi lụm bóng lo chỗ đám cưới vậy, hút tới 9 giờ cỡ khoảng 10 giờ gì đó là về chặn đường nó quánh nó lấy hết. Rồi chồng mình chịu nổi, chồng mình ra bên rồi che đậy để ôm mình cho người ta quánh không những cho quánh chúng mình. Có nghĩa là khi mà chị nhặt lắng thêm một giờ đồng hồ là người ta đánh chị, người chồng á thấy vậy đứng ra dùng cái lưng đúng không, che chắn lại, tội ghê không. Và em đã từng thấy rất là nhiều người Việt mình nhặt ve chai bên đó, người ta nói là phải trả tiền góp thuê cái chiếc xe đẩy á. Có nghĩa là mua chiếc xe đẩy để bỏ ve chai lên chiếc xe đó lại không đủ tiền. Và đến mức là phải thuê người ta mỗi ngày hình như là mấy ngàn ri á. Ngày 10 ngàn. Là tương đương với tiền Việt Nam mình là 50 ngàn. 50 ngàn đồng chỉ để thuê một chiếc xe đẩy đi nhặt ve chai bỏ lên thôi. Thì tại sao người ta lại thiếu vốn đến thảm tệ như vậy? Nhiều khi nhầm người ta có xe nhưng mà bị ăn trộm. Mấy thằng cô muốn lấy, mình có từng mua xe góp 2-3 chiếc nhưng rồi bị mấy thằng cô nó ngủ ban đêm nó lấy, nó mở khóa nó lấy. Hiện giờ mình ở trên lúc còn ở trên Campuchia mình vẫn còn thiếu tiền người ta dùng cái xe. Hồi đó là chị mua chiếc xe bao nhiêu? 150 ngàn tiền Campuchia. 150 ngàn tiền Campuchia. Và sau đó thì góp sao, có lãi suất gì không? Góp họ, nếu mà mình bán ép chai cho người ta không lấy tiền lại là đâu, nhưng mà phải bán mỗi bữa nào bệnh là người ta chữ mình, ta nói mình không bán cho người ta thì bán chỗ khác. Mình thật sự là bệnh không có cơm ăn, người ta vẫn không tin. Như vậy mọi người thấy là cái cuộc sống bên Campuchia nó không phải như màu hồng như những gì mà mọi người hình dung. Nó rất là nhiều cái mạng tối, và đặc biệt là người dân ở khu vực cầu Sài Gòn. Trước năm 1999 á, thì dân ở cầu Sài Gòn khá là giàu. Khi đó người ta bán cái nước thốt nốt chua nè, rồi bán cá khô nè, rất là nhiều thứ. Nhưng mà sau năm 1999 á, làn sóng Trung Quốc đổ dồn về đây sinh sống thì cái cuộc sống người Việt mình trở nên dưới đáy cùng của xã hội. Thậm chí mình đã bắt gặp rất là nhiều nữ đại gia, họ phải nhặt ve chai giống như chị Duyên như vậy á. Và chị Duyên đến mức mà chị ước mơ là hồi đó trước khi dịch á, chị có khoảng
hình như 500 ngàn tiền Việt Nam thôi, đúng không? Là được về Việt Nam rồi. Khoảng 25 đô hồi mà chưa dịch á. Dạ cũng có khoảng đó. 25 đô la Mỹ thôi. Là để có thể từ Campuchia về Việt Nam thôi. Nhưng mà suốt hai mấy năm không có một cái chút vốn, chút dư nào hết. À, tụi em có chia sẻ như thế này nè. Đây là một cái con sông mà rất gần với lại cái nhà của chị á. Và đây là cô chú về đây sống gần 20 năm rồi. Cái khoảng thời gian đó cũng gần tương đương với khoảng thời gian chị đi sang Campuchia. Vậy thì lúc nhỏ chị ra đây chơi, chị có thấy những cái chiếc thuyền bồng bềnh, những cái chiếc ghe bồng bềnh như thế này không? Không từng xuống đây. Yeah, chưa từng xuống đây. Dạ. À, vậy thì chị có nghĩ rằng đây là những cái cô chú người Campuchia quay trở về không? Dạ không. Không. À, cho chị quay, chị ra đó nhìn rõ một tí đi. Chị với cô đi. Đây là những cái cô chú mà người từ họ về ở đây, họ mua những chiếc bè này khoảng vài trăm ngàn đồng tiền Việt Nam. Hai mươi mấy đô, ba chục đô, họ sống gì đó. Bè chìm liên tục. Nếu mấy anh không nói em chỉ nghĩ chắc cũng là người Việt Nam, ở tại xứ Việt Nam. Campuchia đó. Người Campuchia đó, người Việt Nam, Việt Kiều Campuchia đó chị. Sống biển hồ Tula Sát đó. Ở Siem Reap nè, ở tỉnh, một số tỉnh mà giáp biển hồ á. Thì họ sống như vậy đó. Bây giờ gọi là xứ Việt Kiều. À, nên tụi em có chia sẻ như thế này nè, trong clip tụi em cũng đã nói rất là nhiều rồi. Đó là sau khi về được Việt Nam, tha thiết mong chị hãy sống ở Việt Nam. Dù gặp khó khăn như thế nào nữa thì chị cứ alo cho em hoặc Phong để có thể hỗ trợ được chị phần nào trong cuộc sống. Đừng quay về lại Campuchia ha chị ha. Rồi như Phong cũng đã có nói á, chị cố gắng sống ở Việt Nam thật tốt, có giấy chứng minh đồ làm lại hợp pháp hết, sẽ bảo lãnh anh về. Đó là cái lời tha thiết của tụi em sau khi thực hiện những cái công việc đưa chị từ đất nước Campuchia về lại Việt Nam. Cảm ơn anh, cũng mong anh đáng giúp đỡ cho chồng em về cho sẽ, anh tụi chồng Phong có ai lo cho anh. Em thông tin với chị như thế này nè, trước đây Phong nói với lại cô á, khoảng một tháng nữa tụi con sẽ đưa Duyên về. Nhưng mà vì cái nôn nóng, vì cái sự trông chờ của mẹ của chị mà Phong đã nhiều đêm không ngủ và thậm chí là phải trần trọc đêm, cái đêm mà rước chị về á, Phong ngủ cũng không được, em Phong ngủ không được, thì chỉ có 3 đến 5 ngày sau thôi là Phong đã đưa chị được về Việt Nam. Thì cái việc mà Phong hứa với chị á là khoảng tháng 9, tháng 10 gì đó đưa cho anh về Việt Nam thì có thể là Phong sẽ thực hiện sớm hơn, nếu như mà chị có một giấy tờ ổn định và bảo lãnh anh về. À, cái cộng đồng người Việt mình ở Việt Nam và cộng đồng người Việt mình ở một số quốc gia khác yêu thương đùm bọc nhau dữ lắm. Và khi mà tụi mình chia sẻ cái đoạn clip ngắn của chị Duyên á, thì điện thoại của mình gần như hôm qua giờ gọi liên tục. Trong lúc đang đứng nói chuyện với chị Duyên á, thì mình nhận được thêm một cái tin nhắn nữa từ chị Yến Nhi ở Mỹ gửi cho Yến Nhi, gửi cho 200 đô, trong đó thì số tiền trích ra 1 triệu đồng cho chị Duyên để chị Duyên có vốn để làm ăn. Còn số còn lại sẽ tiếp tục tụi mình qua Campuchia phát gạo cho bà con bên đó. Hôm trước là tụi mình có phát khoảng 800 đô la Mỹ ở ngay tại chợ Cầu Sài Gòn. Trong cái đoạn clip đó mình không biết chị Duyên có nhận. Nhưng mà đến lúc mà về á, về Việt Nam dựng cái đăng tải cái hình ảnh lên thấy chị Duyên có nhận có nhận gạo. Bao gạo. Dạ có. Hồi đó thì chị tới chị biết tụi em không? Được biết. Nhưng mà em lãnh về em cũng cho lại người ta. Cho ai? Cho lại mấy bà già mà không được xin không có, người ta lại chảy sao. Ồ. Oh. Thương ghê không? Nhận là cho người cụ. Đây, ở thêm 1 triệu đồng từ chị Yến Nhi nữa ha. Gửi cho chị. Xin cảm ơn. Tổng cộng cái số tiền của kênh của em Phong Bùi với lại kênh của Bùi Hồ thì nó tương ứng với lại khoảng 22 triệu. 22 triệu. 500, dạ. 250 hả? 25 triệu. 250 nghìn đồng. Hơn 25 triệu đi. Dạ. Rồi cũng một phần nhỏ để có vốn rồi. Sẽ có những cái phần nhỏ nữa để tiếp sức cho gia đình, thêm lực. À, tiếp tục sống tốt ha. Chắc có lẽ là nhờ chị hoặc là cô đại diện nói một cái tiếng nói với lại Mạnh Thường Quân theo dõi kênh của con với lại Phong Bụi. Chết rồi, tao còn dốt luôn mày. Chị thì ở đây là anh học đâu. Con xin cảm ơn Mạnh Thường Quân để giúp đỡ. Trong ngoài nước. Trong nước cũng như ngoài nước giờ con có tinh thần đến về Việt Nam sống sao tốt hơn. Mẹ. Giờ con xin hứa sau này con sẽ không trở lại Campuchia nữa đâu. Con sống ở Việt Nam. Con sống sốt tốt hơn đây là các Mạnh Thường Quân rồi. Thất vọng như con. Rồi. Hay nghe không? Đó là một cái hứa nha. Đó là một cái kết thúc rất là hay cho cái ngày hôm nay của hai anh em gặp lại gia đình của chị Duyên hay không ha. Rồi, em nói là kết luôn đi Phong ơi. Từ lúc gặp chị Duyên cho đến hôm nay tròn trịa là 25 ngày. 25 ngày cứ tưởng chừng là nó khá là dài nhưng mà cực kỳ ngắn để giúp cho tụi mình thôi thúc đưa chị Duyên từ Campuchia về. Thực sự thì ngày hôm qua nghĩ cái việc đưa chị về nó khoảng 30% thành công thôi.
nhưng mà mọi thứ cũng rất là trôi chảy, nhờ ơn trên, nhờ bà ngoại phù hộ, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Gặp mẹ thì mới có mấy ngày à, mà cũng đã đưa về được rồi. Thôi thì hôm nay thì là một cái kết rất là đẹp, hy vọng rằng sẽ đón nhận thêm những cái kết khác vui vẻ hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với anh em trong quãng thời gian dài vừa qua. Và cái quãng hành trình của các anh em thì sẽ còn rất là dài ở những cái chuỗi video clip tiếp theo. Và cái cuộc sống của chị Duyên sẽ có những cái sự đổi mới, và anh em sẽ khoảng 1-2 tháng anh em sẽ quay lại cập nhật cái tình hình của chị Duyên và gia đình cho cô bác của chị xem ha. Xin chào, cảm ơn cô bác của chị rất là nhiều ạ. Mình vô mát đi ha.